Kính thưa quý vị khán giả, sáng ngày 8 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và Công ty Cổ phần Tập đoàn Richards đã đến Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đồng chí Hồ Xuân Lâm và đồng chí Phạm Chí Tâm. Dịp này, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã đóng góp 500 triệu đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Richards đóng góp 300 triệu đồng kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19. Được biết, thông qua Hiệp hội Doanh nhân Sài Gòn, doanh nghiệp đã đăng ký mua 1.000 liều vaccine để tiêm cho nhân viên và ủng hộ xã hội. Hội Doanh nhân thành phố đã có đơn vị đã liên hệ đến cái nguồn vaccine của Nga. Thì đối với cái nguồn vaccine này, bên Hội Doanh nhân Sài Gòn của thành phố cũng đang xin ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan ban ngành có liên quan để rồi có những cái chỉ đạo kịp thời và đúng nhất để mua vaccine về cho tiêm cho người lao động. Thì đối với Richard cũng đã đăng ký cái số lượng 1.000 liều để rồi vừa tiêm cho người lao động của tập đoàn và cùng với đó sẽ hỗ trợ tiếp cho bên xã hội. Liên đoàn Lao động thành phố từ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn có thực hiện chương trình là vận động đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động cũng như các doanh nghiệp tham gia đóng góp để cho cái quỹ phòng chống dịch COVID để có thể là chúng ta mua cái vaccine, và cái sự quan tâm chia sẻ của các doanh nghiệp rất là đáng quý, rất đáng trân trọng. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của doanh nghiệp. Về phía Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái hướng dẫn công đoàn cơ sở trong việc chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động ở các doanh nghiệp có cái trường hợp F0, F1, F2, nơi có những cái ca nhiễm trong cộng đồng. Đó cũng là một cái sự góp sức của tổ chức công đoàn đối với công việc chung là phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận từ các đơn vị cá nhân ủng hộ mua vaccine thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 là trên 1,7 tỷ đồng. Mọi sự đóng góp của cá nhân, đơn vị nếu bằng tiền mặt đóng trực tiếp tại Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bằng phương thức chuyển khoản, tên đơn vị nhận Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 118000004504 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị khán giả, trong công cuộc phòng chống và kiểm soát mức độ lây lan của đại dịch COVID-19, các y bác sĩ, nhân viên trung tâm y tế, nhân viên kiểm soát bệnh tật, lực lượng vũ trang không quản ngại gian khó là tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy.